Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Heineken Quảng Nam quyết định tạm ngừng hoạt động vì doanh thu chậm đáy. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 24 tháng 6, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam xác nhận đã thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phúc, giám đốc đối ngoại Heineken Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã gửi văn bản thông báo chính thức cho tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc tạm dừng hoạt động này. Chúng tôi xác nhận việc tạm ngừng hoạt động nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam, việc này trong tính toán của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thành Phúc cho biết, dự án nhà máy của Heineken tại Quảng Nam đi vào hoạt động từ năm 2007, đóng tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Dù quy mô nhỏ nhất trong 6 nhà máy khắp cả nước, Heineken Quảng Nam vẫn là doanh nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu địa phương và được tỉnh Quảng Nam nhiều lần ghi nhận. Trước Covid-19, bình quân mỗi năm, Heineken đóng góp ngân sách Quảng Nam từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, con số này liên tục sụt giảm. Heineken Quảng Nam quyết định tạm ngừng hoạt động vì doanh thu chậm đáy. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, Heineken đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng. Trên cả nước, Heineken hiện đang có khoảng 3.000 cán bộ nhân viên làm việc chính thức, góp phần tạo ra 250.000 việc làm trong chuỗi giá trị đóng góp tương đương 1,04% GDP quốc gia. Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 của tập đoàn Heineken cũng cho biết lợi nhuận hoạt động đạt 3,2 tỷ euro, tương đương gần 3,5 tỷ USD, giảm gần 25%. Tổng sản lượng bia cả năm 2023 giảm 4,7% xuống 24,2 tỷ lít. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam và Nigeria được thống kê chiếm 60% tổng sản lượng suy giảm, tức gần 860.000 triệu lít bia do điều kiện kinh tế phức tạp. Bên cạnh việc rời khỏi thị trường Nga, Việt Nam cũng là nguyên nhân khiến sản lượng bia cao cấp của Heineken giảm tự nhiên 5,9%. Nếu không tính hai quốc gia này, sản lượng bia cao cấp của hãng trên toàn thế giới vẫn tăng trưởng 1,1%. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất trong nhiều năm liền. Trước đó, công ty Heineken Việt Nam đã có thông báo gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, doanh nghiệp bia cho biết việc triển khai Nghị định 100 về kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng đã góp phần thay đổi hành vi, thói quen mới của người tiêu dùng. Kết quả là thị trường bia Việt Nam đã sụt giảm liên tục doanh số. Để tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, Heineken quyết định tinh giản hoạt động, tạm dừng nhà máy tại Quảng Nam. Liên quan đến việc giải quyết quyền lợi của người lao động đang làm việc tại Quảng Nam, Heineken cho biết đội ngũ nhân sự sẽ được bố trí công việc tại các nhà máy khác. Với những người không thể bố trí được, doanh nghiệp sẽ giải quyết chính sách trên tinh thần quan tâm, tôn trọng, áp dụng gói hỗ trợ mức việc làm tốt hơn quy định hiện hành. Heineken Việt Nam cũng cam kết tiếp tục duy trì đội ngũ bán hàng hơn 600 nhân viên, 153 lao động trực tiếp và 467 lao động gián tiếp, tiếp tục đồng hành, hợp tác với Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Quảng Nam phát triển du lịch theo các biên bản đã ký. Vị đắng trong ly bia Heineken. Sản lượng bia toàn cầu của Heineken trong năm 2023 giảm 4,7% xuống còn 42,2 tỷ lít, chủ yếu do sự sụt giảm từ thị trường Việt Nam và Nigeria. Ngày 24 tháng 6, trong một thông báo gửi tới cơ quan hữu quan, Heineken Việt Nam cho biết đã tạm dừng hoạt động nhà máy Heineken Quảng Nam. Đây là một trong 6 nhà máy của Heineken tại Việt Nam, thị trường lớn thứ hai toàn cầu của tập đoàn sản xuất bia Hà Lan sau Mexico. Nguyên nhân được Heineken Việt Nam chỉ ra do hậu Covid-19, kinh tế nói chung đối diện nhiều thách thức khi tăng trưởng giảm tốc, dẫn tới sự sụt giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, Nghị định 100 cũng dẫn đến thay đổi hành vi và thói quen của người tiêu dùng. Kết quả, thị trường bia Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm hai con số trong năm 2023 và tiếp tục sụt giảm một con số từ đầu năm đến nay. Theo báo Quảng Nam, trước Covid-19, mỗi năm nhà máy bia Heineken Quảng Nam đóng góp ngân sách tỉnh từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, vài năm gần đây liên tục sụt giảm. Riêng 3 tháng đầu năm nay, đóng góp từ đơn vị này cho ngân sách địa phương chỉ vào khoảng 20 tỷ đồng.
Thực tế, đây chỉ là giọt nước tràn ly sau một loạt những khó khăn mà Heineken đã gặp phải trong thời gian qua. Báo cáo tài chính năm 2023 của Heineken toàn cầu cho thấy, dù doanh thu đạt hơn 36 tỷ euro, tăng gần 5% so với cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ đạt 2,3 tỷ euro, giảm 14%. Tổng sản lượng cả năm của Heineken giảm 4,7% xuống còn hơn 24 tỷ lít bia. Trong đó, thị trường Việt Nam và Nigeria chiếm hơn 60% mức giảm này, ghi nhận trang thông tin Doanh nghiệp và Kinh doanh. Trả lời trên CNBC, ông Dov van den Brick, giám đốc điều hành Heineken toàn cầu, thừa nhận hãng đã đối mặt với tình hình sụt giảm mạnh mẽ tại thị trường trọng điểm là Việt Nam. Heineken không công bố kết quả kinh doanh riêng tại thị trường Việt Nam. Song, nhìn vào bức tranh tài chính của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Satra, đơn vị đang nắm 40% cổ phần tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam và 40% cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam, Heineken Trading, có thể thấy rõ đà giảm tốc. Hai doanh nghiệp này nắm vai trò sản xuất và phân phối các sản phẩm bia cho Heineken Việt Nam và mỗi năm, liên doanh này đều đặn rót về cho Satra hàng nghìn tỷ đồng cổ tức, đồng thời trở thành nguồn thu chính của Satra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2023 cho thấy phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của Satra giảm tới 47% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 2.700 tỷ đồng. Cơn bỉ cực trong ngành bia không chỉ xảy ra với Heineken khi các doanh nghiệp khác cũng lao đao trong bối cảnh thị trường sụt giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng và Nghị định 100 được thắt chặt. Dữ liệu của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC cho thấy, tổng doanh thu năm 2023 của nhóm doanh nghiệp bia, rượu, niêm yết giảm còn hơn 45.000 tỷ đồng, từ mức hơn 55.000 tỷ đồng năm 2022, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế giảm 23% xuống gần 5.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn lại phản ánh rõ nét nhất lên Heineken, khi đây là một trong hai doanh nghiệp đang chiếm thị phần bia lớn nhất tại Việt Nam. Theo dữ liệu từ chứng khoán Bản Việt, tính đến cuối năm 2022, Heineken nắm 25% thị phần bia tại Việt Nam. Đứng đầu là Sabeco với 43% thị phần. Để chặn đà suy giảm, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bia, rượu buộc phải tái cấu trúc hoạt động để thích ứng với biến động thị trường. Chẳng hạn Sabeco tiến hành thắt lưng buộc bụng để giảm chi phí hoạt động, bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mãi, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của công ty này cho thấy chi phí quảng cáo, khuyến mãi là 2.814 tỷ đồng, giảm 254 tỷ đồng so với năm 2022. Với Heineken, nhà máy sản xuất bia Hà Lan đã cho ra mắt sản phẩm bia không cồn Heineken 0.0 tại Việt Nam. Gần đây nhất, thương hiệu này cũng tiến hành thực hiện chiến dịch marketing sản phẩm gây tranh cãi ngay tại một trạm dừng nghỉ trên cao tốc, trong bối cảnh các cơ quan chức năng đẩy mạnh xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, khó khăn cho Heineken và các ông lớn ngành bia Việt Nam có thể chưa dừng lại khi theo báo cáo từ các công ty chứng khoán, doanh nghiệp bia còn phải đối mặt với thách thức từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhà phân tích tại chứng khoán Vietcap VCSC dự báo doanh nghiệp bia có thể gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới khi sản lượng tiêu thụ bia yếu hơn dự kiến, chi phí cho hoạt động quảng cáo và khuyến mãi cao hơn do cạnh tranh gay gắt, chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn, thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn. Dự kiến tăng trưởng tiêu thụ bia có thể chậm lại trong giai đoạn 2026-2027 do thuế tiêu thụ đặc biệt. Có thể nói, những yếu tố này sẽ góp phần làm cho vị bia Heineken đắng càng thêm đắng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam. Heineken Việt Nam thành lập năm 1991 trên cơ sở liên doanh với công ty thực phẩm công nghệ, từng là công ty thành viên của Satra. Năm 1994, sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nhà máy Hóc Môn lần đầu tiên sản xuất bia Heineken mở ra giai đoạn phát triển sau đó. Năm 2007, Heineken Việt Nam mở rộng bằng cách mua lại 3 nhà máy bia tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Tiền Giang. Đến năm 2016, sau khi mua lại nhà máy bia Vũng Tàu, Heineken Việt Nam bắt đầu xây dựng nhà máy bia mà được quảng cáo là lớn nhất Đông Nam Á. Đến cuối năm 2022, tổng giá trị các khoản đầu tư của Heineken tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!